thấy mệt không? Tinh tấn giữa đám người buông lung, tinh tấn giữa đám người mê ngủ. Kẻ sĩ nặng tiếng như con thú mã, bỏ theo sau một lũ ngựa gầy gò. Quý lữ là như con thú mã khi nước đại. Hết chương trình này đến chương trình nọ, hết chương trình nọ đến chương trình kia, quý lữ cố gắng ha. Chỉ còn có hai ngày nữa ha. Sao bữa nay quý đứa hỏi gì? Nhìn vô luôn, luôn thấy có một cái một. Nhìn vô luôn, luôn thấy có một cái từ đấy này thôi. Và thấy lòng của mình yên vui. Kính bạch sư ông, gạch ngang, trong bản tin của chùa Khánh Anh có ghi 10 tên vị Phật, trong đó có thiện thể, dùng phương tiện trí làm phương tiện và thực hành bát chánh đạo mà nhập niết bàn vậy. Dùng phương tiện trí làm phương tiện là nghĩa gì? Kính xin sư ông giảng cho con biết. Con cảm ơn sư ông. Nam mô A Di Đà Phật. Ai hỏi câu hỏi này? Không dám giơ tay nữa chứ. Không phải con. Dạ. Không phải con. Của con hả? Không phải con là đâu đây ạ. Thường hay đọc tin Khánh Anh lắm phải không? Bản tin đó, nhà bản tin chùa Khánh Anh. Đâu bản tin nó đem cho thầy coi. Để ở nhà. Phương tiện trí là phương tiện này là nghĩa gì? Dùng phương tiện trí là phương tiện là nghĩa gì? Phương tiện trí tức là một loại trí tuệ nhìn thấy sự thật của sự vật, có nghĩa là thấy được tự tánh của tự tướng của vạn vật là phương tiện trí. Phương tiện trí này có nói trong kinh Pháp Hoa, đó là một cái trí tuệ vận dụng để lấy, để làm phương tiện trên cái con đường chứng đắc. Và khi nói đến phương tiện thì tất cả mọi cái việc tu tập của mình, những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn đều là phương tiện đó. Không có cái nào là cái cứu cánh. Lời Đức Phật giảng dạy các con cố gắng làm các việc lành, đừng làm các việc ác là phương tiện. Cái gì là Phật nhà? Cảm ơn. Cho nên phương tiện trí là dùng cái trí tuệ, là một cái loại trí tuệ thấy được thật tướng của tất cả các pháp là không. Thật tướng của tất cả các pháp
là không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, là phương tiện trí. Và nhờ cái phương tiện trí đó mà thăng tiến trên cái con đường giác ngộ giải thoát, không bị chi phối bởi những hình danh sắc tướng, bởi những điều tương đối sai biệt của thế gian, của sự vật. Mà một khi đã nhìn thấy được sự thật của các tướng là vô tướng, dùng cái trí phương tiện đó nhìn thấy tất cả hình tướng của sự vật nào vô tướng, để mà tu, không bị hãm định, không bị dính mắc, không bị chi phối. Ví dụ như cái chuông nó có cái tướng tròn không? Cái chuông có tướng tròn không? Có. Bây giờ đem cái chuông này bỏ vào trong cái lò nung lên khoảng chừng 4000 độ thì cái tướng tròn của cái chuông này còn không? Như vậy thì đâu gọi là nó có tướng tròn. Nó giả có, chứ nó không có thật có. Cho nên nói rằng dùng phương tiện trí để nhìn thấy được thật tướng của sự vật là vô tướng. Quý vị đã thấy được thật tướng của sự vật là vô tướng chưa? Mà mới hỏi cái chuông này có hình tròn không? Nó có liền. Cái đùi chuông này nó có hình dài không? Có. Thì vừa như bếp kia bỏ vào trong lò đốt cháy thành ro, còn tướng hình dài của cái đùi chuông không? À. Trước đây phút nó có, sau phút nó không. Vậy thì dùng cái phương tiện trí đó mà thấy được thật tướng của sự vật là vô tướng. Mà khi mình thấy được sự thật của các tướng, của các tướng trạng, của các sơn hà đại địa, của các hình thể này là vô tướng, thì đó là mình thấy được cái thật thể của sự vật. Còn không thì nếu mình không có phương tiện trí đó thì mình nhìn vào sự vật bị sai lầm và mình bị đắm say trong cái sai lầm, mình bị hãm định trong cái sai lầm, làm sao tu? Mình tu là mình phải nhìn thấy đúng thật tướng của bản tướng, thật tướng của sự vật. Mà quý đại hữu thường hay nghe nói tướng của sự vật là tánh không. Tánh không có nghĩa là không tánh, nó không có cái tánh của nó, nó chỉ có cái tướng. Mà cái tướng này có là do ý thức của con người biến ra làm cái nắp ly hình tròn màu trắng, mà tự tướng của cái nắp ly này có hình tròn và màu trắng không? Mình bây giờ nhìn thấy cái nắp ly hình tròn và màu trắng là do con người biến hiện ra, do thức con người biến ra muốn làm cái nắp ly màu tròn, hình tròn và màu trắng. Và có những nắp ly hình màu dục, hình vuông, hình chữ nhật, màu xanh, màu vàng, vân vân, thì tất cả những cái tướng trạng đó đều do thức của con người biến ra mà có. Thế tự tướng của nó là không có. Tự tướng của sự vật là vô tướng, nó không có cái tướng gì hết. Mà ngày nay chúng ta thấy cái tướng của bạn là hình tròn, cái tướng cái chuông, cái tướng của các bạn hình vuông, cái tướng của các bạn hình tròn, cái tướng của con cái. Cái này là cái gì? Microphone hả? Dạ. Dạ.
nó là hình tròn, hình dài, con thì tất cả thứ nó đều được. Cái phương tiện trí đó mà mình nhìn thấy. Được quan tâm chưa? Yeah. Cho nên trên cái con đường tu tập, một khi mình đã học hỏi được cái tinh thần giáo pháp như thế đó, thì mình đó mình bị hãm định trong tất cả mọi cái gì mà mình có. Mình có cái đồng hồ, mình có cái camera, mình có cái kiến, mình có cái con dài văn văn. Thì cái đó phương tiện để mà mình sống, cái phương tiện để mà mình sử dụng trong cái sự sinh hoạt trong 24 tiếng đồng hồ, hay là cái phương tiện ấy, nó bảo vệ cái đời sống của con người 100 năm. Nhưng khi qua 100 năm rồi thì đâu còn nữa, phải không? Một khi mà con người của chúng ta không còn nữa thì tất cả mọi sự vật nó còn, nhưng mà đối với mình nó vô nghĩa, nó không có là gì hết. Như là người chết để cho trong hồn rồi đó, ai muốn để thành hoa hồng vô thì để, ai muốn để cái gì mà được gọi là cái tài sản riêng tư của con người chết mà quý mến nhất thì cứ để. Nhưng mà người chết không có cái gì đâu. Và điều đó là thưa cái quý đạo hữu là ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thuộc về thân, thuộc về sắc thân. Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về ở bên trong, thuộc về tâm. Mà khi thọ, tưởng, hành, thức ra khỏi cái thân này rồi thì cái sắc đó bằng như cái hình sắc đó, cái tướng rạc đó, nó bằng như là gỗ, cây, sỏi, đá thôi, nó không có ý nghĩa gì đó. Từ chỗ đó mà trong cuộc sống chúng ta phải có cố gắng tu tập như thế nào để có được cái phương tiện trí đó, để nhìn thấy đúng tự tướng của sự vật là vô tướng. Tự tướng của sự vật, hay nói theo như ngôn ngữ của nhà Phật, nó là như vậy, như thị, không có dùng ngôn ngữ để phân tích. Kính bạch Thầy, xin Thầy dạy cho các con phương cách để chuẩn bị tinh thần lúc bác sĩ mổ lấy nội tạng. Khi đã chết, mở một đơn, ngoại trừ người đã phát nguyện hiến dâng, đóng một đơn. Nhưng cũng có vị đã nguyện nhưng chưa biết tầm quan trọng, khi thần thức xuất ra mà còn chấp tiếp thân mạng, kính niệm ơn Thầy chấm. Thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta đã, điều thứ nhất là chưa có phát nguyện hiến dâng nội tạng, mà có những cái trường hợp bác sĩ cần để mổ lấy cái nội tạng đó. Điều thứ nhất là quý đạo quán thấy được rằng cái thân này nó không thật của mình. Mà khi cái thần thức nó đã ra rồi, ra khỏi cái xác thân này rồi, thì cái thân này bằng như gỗ đá. Dẫu biết rằng có những thần thức khi mà ra khỏi cái xác thân này rồi, mà đến khi mình nó đụng vào trong cái xác thân đó, nhiều khi cái thần thức nó còn ở đó, cái hương linh nó còn quanh quẩn đó, thì nhiều khi nó thấy và nó nổi sân, nó nổi giận. Đó là nói cái trường hợp mà cái thần thức với cái hương linh nó còn quanh quẩn ở nơi đó, mà nó không có phát nguyện cho cái nội tạng đó, mà bây giờ bác sĩ mổ lấy cái nội tạng đó thì có thể làm cho cái hương linh đó, cái tâm thức đó nổi sân phiền não, và từ sự nổi sân phiền não đó có thể bị xa rồi. Vậy thì chúng ta hãy quán chiếu được rằng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và chúng ta phải thường đề khởi cái tâm niệm là vô thường đó, là vô ngã đó, là không có cái gì là của mình hết,
biết là được phải học cái tinh thần giáo pháp bố thí rồi phải không? Bố thí là bố thí ngoại tài, bố thí nội tài. Ngoại tài có nghĩa là cho tài sản ngoài cái thân mạng này, như tiền, như nhà cửa, như xe, như cái gì mà ngoài cái thân của chúng ta thì gọi là bố thí ngoại tài. Và bố thí cách thứ hai là bố thí nội tài, có nghĩa là chúng ta cho cái tim của mình, chúng ta cho cái gan của mình, chúng ta cho cái gì mà người khác họ lấy để họ làm lợi ích được cho cái con người đó được sống khỏe mạnh, thì đó được gọi là bố thí nội tài. Như vậy thì ngày hôm nay quý Phật tử sợ rằng khi đó như thế nào chưa biết, thì ngày hôm nay quý Phật tử cứ phát nguyện đi rằng sẽ hiến dâng nội tạng cho ai cần đến mình. Điều thứ nhất là quý Phật tử thấy được rằng tự thân của chúng ta lớn lên trong cái thời gian này là đã trải qua bao nhiêu 10 năm, 20 năm, 50 năm, 80 năm rồi. Mà bây giờ mình chết đi, bác sĩ họ mổ họ lấy một trái tim, trong khi đó một anh chàng thanh niên cầm trái tim đó, một cô thôn nữ cầm cái gan đó. Và bây giờ mình bỏ trái tim vào cho một người khác, mình bỏ cái gan vào cho một người khác mà họ được khỏe mạnh, họ được bình yên và hạnh phúc, thì quý vị có thấy rằng mình chết rồi mà mình vẫn còn làm lợi ích cho người khác hay không? Và quý vị có biết nghe một cái câu chuyện là một anh chàng thanh niên đó sau khi bị tai nạn, anh chàng thanh niên đó chết, người bác sĩ mổ lấy trái tim đó liền một tức để vào cho một con người khác, là một anh chàng thanh niên thứ hai. Và khi trái tim của người chết đó để vào lòng ngực của người mà cầm trái tim đó, và nhờ thay được trái tim đó cho nên người thanh niên đó được sống. Và cứ mỗi lần mà người mẹ của người con chết đó, người mẹ của người con, người mẹ của người thanh niên chết mà cho trái tim đó đến gặp cái con người mà thay trái tim đó được sống. Dạ đúng rồi. Và người mẹ cứ nghĩ đó là con của mình, bởi vì trái tim con của mình đã chết để vào trong trái tim của một con người thứ hai, mà người thứ hai được sống. Và khi mà đến thăm người mẹ cứ nghĩ nó là con của mình, tại vì trái tim đó là trái tim con của mình. Và cái người mà chịu lấy trái tim nó cũng nghĩ rằng người mà đến thăm mình đó là mẹ của mình. Quý vị cũng thấy có sự liên hệ mật thiết chưa? Vậy thì mình cho người ta nội tạng mà mình chưa chuẩn bị tinh thần, thì quý Phật tử là người học Phật ngày hôm nay có nên chuẩn bị tinh thần không? Và mình buông xả tất cả, thân thể này không phải là của mình, cái tâm này cũng phải là cái của mình, thì mình có chết đi nữa, mình làm được cho người khác được bình yên và hạnh phúc, thì điều đó mình nên mừng chứ không nên buồn hay là nên hối tiếc. Tại vì mình đã chết rồi, dù là người ta có mổ lòng ngực của mình ra lấy trái tim của mình hay không, mình cũng đã chết. Mà mình còn nghĩ thêm một bước nữa là mình chết mà mình còn làm lợi lại cho người ta nữa, thì cái đó là cái phước của mình, thưa quý Phật tử. Cho nên ở nơi Mỹ, mỗi khi mà đi làm driver license á, họ hỏi rằng anh chết anh có hiến nội tạng hay không, mà nếu có thì họ để vào trong cái driver license á, để khi mà có vấn đề gì xảy ra thì họ lấy cái driver license, họ biết là một người đó có hiến căn nội tạng, họ chở vào trong bệnh viện cấp cứu để họ lấy trái tim, họ lấy cái gan vân vân. Thì thưa quý điều nói như thế đó để chúng ta chuẩn bị ngay trong chiều phút này, nếu mà chúng ta có cái tinh thần bố thí, có tinh thần bố thí nội tạng, mà quý điều cũng đã biết được rằng những người mà cầm trái gan, những người mà cầm trái tim, mà trái tim đó, cái gan đó, nhờ cái tim, nhờ cái gan đó, mà cái vị thầy đó, con người đó,
sống cho đến giờ phút này, quý vị đều thấy quan trọng chưa, thấy lợi ích chưa? Cho nên trên tinh thần của đạo Phật, mình sống mình làm lợi ích cho con người, mình chết mình cũng làm lợi ích cho con người. Chứ không có nghĩa là mình sống thì mình làm lợi ích cho con người, mình chết thôi mình không làm lợi ích nữa. Không, sống vẫn làm lợi ích, chết vẫn làm lợi ích. Và điều này thường xảy ra trong vai trò của những người nam nữ cư sĩ Phật tử, là cha là mẹ. Người cha và người mẹ từ đến giờ là Phật tử nhưng ít đi chùa, ít làm các Phật sự, ít bố thí cúng dường. Nhưng mà vô thường một cái mang đứa con đi, và kể từ ngày đứa con chết đó là người mẹ siêng năng đi chùa, người cha siêng năng đi chùa và làm các Phật sự cho chùa mà không có tính con, không có suy nghĩ gì hết. Vậy thì cái người con mà chết đó, người con đó là 19 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, có phải là cái sự chết của người con đó làm lợi lạc cho mẹ, làm lợi lạc cho cha? Hay nói một cách như là nhân quả, trong quá khứ người mẹ, người cha đã làm lợi ích gì cho người con đó một thời trong quá khứ, cho nên đời này người con chết đi để cho người mẹ và người cha đó thương người con đó, cảm nhận được cuộc đời là vô thường và nỗi đau của người mẹ, nỗi đau của người cha mất con, mà người cha người mẹ đi chùa tụng kinh niệm Phật, làm các thiện sự tích lũy công đức và cảm nhận được cuộc đời là vô thường. Mà bao nhiêu năm tháng khi công đức tăng đi giảng bài pháp vô thường không biết bao nhiêu lần mà không nghe, bây giờ đôi một cái đứa con chết, hiểu được tính chất của vô thường là gì. Và từ chỗ đó không cần chư tôn đức tăng ni thuyết bài pháp vô thường mà còn hiểu được vô thường và đi chùa bằng cái chết của người con. Rõ ràng nó là như vậy. Cho nên với cái câu hỏi này, thầy trả lời như thế đó, ví dụ của bạn đồng không? Hãy chuẩn bị những cái câu hỏi này và chúng ta phát nguyện bố thí cõi ta. Nếu mà chúng ta không bố thí cõi ta thì cái tim nó cũng tan thôi, cũng hư thôi, cái gan nó cũng đâu có dùng gì được khi mà nó vào trong hồn chôn xuống dưới ba tấc đất, đẩy vào trong lò thiêu, bấm nút điện 4 giờ đồng hồ sau mang lên chùa thờ thủ cốt, có lợi gì cho ai đâu. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy tư, nghĩ ngợi và phát nguyện ngay trong giờ phút này. Có dám phát nguyện không? Chết rồi sợ gì nữa? Mình nằm đó, bác sĩ họ mổ, họ lấy tim, họ mổ, họ lấy gan, cũng bằng như là không biết gì nữa đâu, chết rồi. Mà nếu mà chúng ta còn có phân biệt như thế đó, tức là chúng ta còn như ngã bị tử, cái tâm của chúng ta còn lựa Phật để chúng ta niệm, thì quả thật rằng cái tâm đó phải là cái nhất tâm bất loạn. Nếu nhất tâm bất loạn, tại sao chúng ta còn phân biệt đây là Đức Phật A Di Đà, kia là Đức Phật Quan Thế Âm? Nhưng mà các vị giảng sư, các vị diễn giả trình bày về cái yếu chỉ của tịnh độ tông, thì buộc con người phải đi thẳng một đường, buộc con người phải duyên với cái danh hiệu Đức Phật đó, để chi, để hướng thân lập mở trên cái con đường đó, trên cái danh hiệu đó, trên hình ảnh của Đức Phật A Di Đà đó mà, để không có nghĩ qua một cái hình tượng Phật khác, để không niệm qua một cái danh hiệu khác. Đó là cái pháp môn, cũng giống như là muốn cái con ngựa mà nó chạy thẳng đường là phải có hai cái miếng gì khiến ở bên để che con mắt nó lại, nó nhìn qua bên này thấy vừa lúa, nhìn qua bên này thấy ruộng rau lan, con trâu cũng dậy lùa ra ngoài cánh đồng là phải bịt cái mồm đó lại, chứ thôi nó ăn lúa bên này, nó ăn con đang bên kia,
để hướng thân nó đi thẳng một đường mà nó không quấy rầy. Mà nếu mà nó quấy rầy, khi mà nó khởi lên cái sự quấy rầy, ăn một miếng lúa, ăn một miếng rau lang là tâm của nó là đã dấy khởi lên rồi, dấy khởi ý niệm ăn lên rồi, mà ý niệm ăn đó, ý niệm ăn lúa, ý niệm ăn khoai, ý niệm vân vân vậy. Bây giờ cái pháp môn tu đó, cái con đường đó, cái phương tiện đó phải buông lại, phải cột lại, phải đại niệm. Dạ, bạn làm chưa? Thành tự ra mình đã chọn lấy pháp môn tu niệm Phật rồi thì ai nói gì thì nói. Mình hãy hạ thủ công phu bằng cái pháp môn tu đó mà đừng có bị lung lạc. Mà nếu mà chúng ta còn lung lạc có nghĩa là chúng ta còn động chứ chưa phải là tỉnh. Mà khi mà cái tâm của chúng ta còn động thì một ngày nào đó ví dụ đi đến chùa Bảo Quang, và chùa Bảo Quang ở phía ngoài kia ba ngày Tết treo một cái lá phước, gió phất phơ bay, gió phất phơ bay. Thế là hai người đứng cả với nhau đó, anh thấy phước động thấy chưa? Người kia nói, đâu có đâu, tâm động chứ đâu, không phải là phước động. Thế là đánh lộn với nhau cũng gì, gió thổi phước bay. Mà gió thổi phước bay thì đâu có liên hệ gì đến mình, mà cứ đứng đó cả nó phước động hay là tâm động, hay là gió động. Thế cái sự vô trụ trì ra la cho một đoạn đó, học Phật mà có không hiểu được lời của Phật, đó là tâm có động hay với gió nào động, phước nào động. Sư cô trụ trì nói vậy đó. Ta nếu mình đã chọn pháp môn tu rồi thì mình hãy nỗ lực chuyên cần là tu. Còn ai nói mình niệm dày, ai nói mình niệm sao, ai nói mình vân vân, mình không có nghe. Ví dụ các bạn làm chưa? Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta phải nghe bốn câu thơ này. Bể cổ mênh mông sóng nước ngập trời, khách trầm chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Có ai nói trời, có ai nói đất, có ai nói công tôn vương tử vua chúa quan quân, hay có ai nói những thần dân nông nô, thì gì đi nữa thì cũng chỉ là khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió. Trên cái con đường tu tập của mình là mình phụng sự cho cái con đường giác ngộ giải thoát của mình, chứ không phải là mình nghe người ta nói cái mình đổi cái pháp môn tu của mình. Mà mình đổi pháp môn tu của mình thì rồi cuối cùng rồi quả thật là mình bị chìm đắm trong cái biển sanh tử luân hồi. Bốn câu thơ quý đường đã nghe, bể khổ mênh mông nước ngập trời. Cứ thử nghĩ đi, suy tư đi. Mà trong kinh nói cái chữ khổ nhiều vô cùng tận, mà mấy ngày nay thầy cũng nói chữ khổ đó, mà chư tôn đức cũng nói cái chữ khổ đó. Mà chữ khổ đó giống như là nước mênh mông sóng ngập trời. Mà mình là người chèo cái chiếc thuyền của mình trong cái bể khổ đó, trong cái sóng mênh mông nước ngập trời đó, mà chèo ngoài mà không có đến bến đổ, không biết bờ bến của mình đậu cái chiếc thuyền đó là đâu. Bây giờ ngày hôm nay quý đệ tử chọn cho mình được một bến đổ rồi phải không? Bến đổ đó là bến đổ nào? Sông Hương, núi Ngự. Ồ, bến đổ A Di Đà. Mình là người chèo thuyền, chèo chiếc thuyền về đậu nơi cái bến đổ của A Di Đà mà cầu mong. Nguyện là Bồ Đề Sơn Mãn Thiên, giang phong như hỏa đấu sầu miên, cô tô thành mọi hàng sanh tử, giả bán chung thân tháo thân thiền. Quý đệ là thuộc chữ nho. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng ngày hôm nay chúng ta nằm đây, chúng ta đang ở trên cái con thuyền mà chúng ta đang chèo giữa một biển đời sóng nước mênh mông vô cùng tận. Sóng nước mênh mông đó là bể ái, là sự sống và sự chết. Mình chèo chiếc thuyền trong biển đời sinh tử đó, chèo ngoài, chèo từ vô lượng kiếp
chèo cho đến ngày hôm nay cũng còn ngồi ở nơi đây mà chưa có đến bến đỗ, chưa đến bến bờ để neo con thuyền bước lên bờ giải thoát. Cho nên nói đến cái công trạng, cái hành trình để mà tu chứng là cả một cái công trạng và hành trình miên viễn liên tục, từ đời này qua đời nọ, từ đời nọ qua đời kia. Mà pháp môn tu niệm Phật nói là nhờ tha lực của Đức Phật A Di Đà để chúng ta nương nơi cái tha lực đó mà được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn tất cả những pháp môn khác đều là tự lực. Nhưng mà khi nói đến tự lực hay là tha lực cũng là tự lực. Nếu mình không tự lực niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì làm sao có tha lực Đức Phật A Di Đà về để mà tiếp dẫn mình được. Cho nên trước tiên là mình phải tự lực. Tự lực mà niệm Phật, tự lực mà quán tưởng, tự lực mà vân vân vân. Cho nên đọc cái câu thơ này mà chúng ta thấy được rằng ngẫm lại cùng trong bể khổ. Nếu chúng ta bước chân ra khỏi quỹ đạo của sự sống và sự chết, chúng ta bước chân ra được cái quỹ đạo của tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì quả thật là cũng chỉ là ở trong bể khổ thôi, chứ không có ra được bể khổ đâu. Vậy nếu mà nhiều đời nhiều kiếp ở trong bể khổ, bây giờ cũng ở trong bể khổ, trong tương lai cũng ở trong bể khổ. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong bể khổ mà chúng ta nỗ lực tu tập để chúng ta chứng đắc một bậc thánh, hai bậc thánh, ba bậc thánh, bốn bậc thánh như thế nào đó thì quả thật rằng bể khổ đó là lợi ích cho mình đó. Mà rất tiếc là nhiều khi chúng ta ở trong bể khổ mà chúng ta không nỗ lực tu, chúng ta không nỗ lực phục cái nhựa luyện của cái khổ đó để nuôi lớn cái thân này, giống như là hoa sen mà ở trong bùn nhưng mà nó hút nhựa luyện của bùn để tôi luyện lại, nó làm chất dinh dưỡng để nó nuôi lớn hoa sen. Nếu hoa sen không tự hút bùn để gạn lọc chất bùn làm thành chất bổ để nuôi lớn hoa sen thì làm sao mà hoa sen có được một cái ao sen xanh mướt luôn vậy đó. Nào là ngó sen, nào là củ sen, nào là thân sen, nào là hương sen, nào là bông sen, nào là tài sen và nào là trà sen. Ở nơi đây ai uống trà uống sen quý được thế không? Và từ đó chúng ta thấy quý trà uống sen. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào trong cái vũng bùn kia, cái ao bùn kia, chúng ta có dám nghĩ rằng chúng ta uống trà? Nhưng mà nhờ sự gạn lọc, nhờ sự tôi luyện của cái củ sen, của cái rễ sen, của cái ngó sen, của cái thân sen, để rồi cuối cùng bùn của cái ao kia trở thành hoa sen tinh khiết. Quý vị đều thấy nhiệm màu chưa? Mà chư Phật nào, chư vị Bồ Tát nào cũng ngồi trên hoa sen hết. Vậy thì chúng ta sống trong thế gian này, tự thân của chúng ta đó, như ở nơi đây nói, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Mà đã là bể khổ là sanh tử luân hồi, là máu và nước mắt. Mà đã là máu và nước mắt thì có gì tinh khiết, có gì thanh tịnh? Nó kết tinh bởi những sự khổ đau, nó kết tinh bởi những sự phiền lụy sanh tử luân hồi trong tam giới, trong ba đường ác đạo, thì có cái gì gọi là tinh khiết? Nhưng mà may thay, cái tâm của con người chúng ta nó vi tế, nhiệm màu, nó gạn lọc, nó đào thải từ cái vô minh trở thành cái minh, từ cái tham trở thành cái vô tham, từ cái sân trở thành cái vô sân và từ cái si trở thành cái vô si. Lấy nó làm chất liệu nuôi dưỡng cái tâm thức của con người để con người một ngày mai kia chứng đắc quả thật. Quý đường cũng thấy hay chưa? Mình nói rồi.
Mà những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta đang ngồi trong đạo tràng này có nghĩa là đang gạn lòng đó phải không? Mấy ngày trôi qua rồi gạn được bao nhiêu cục sạn, rồi bao nhiêu cục sỏi, rồi bao nhiêu cục rồi, được bao nhiêu rồi, bỏ ra bên ngoài hết rồi phải không? Và bây giờ nhìn lại trong tận cùng thân tâm, toàn là kim cang lưu ly sa cừ mã não sa cô hộ phật không thôi, mà không còn có một cái cục đất sét nào nằm trong đó nữa phải không? Biết mà nhìn những khuôn mặt này là thấy toàn là nói mà vừa bắt ra. Ngược gió hay xuôi gió, chiếc thuyền cũng ở trong biển mà thôi, không thể vượt lên trên biển được. Cho nên cái vui của con người trong cảnh trầm luân này là cái vui trong khổ đau của thế gian, chưa phải là cái vui của giải thoát. Mà ngày nào chúng ta chưa phải là cái vui của giải thoát thì ngày đó chúng ta bị trôi lăn, sóng dồn, gió dồn sóng dập. Mà khi mà gió dồn sóng dập như thế đó là tự thân của chúng ta chịu chứ có ai chịu đâu. Mà dường như tất cả con người ở trong biển đời sinh tử đó đều chịu giống như nhau. Nói nhiều quá biết có hai quý đời hữu ha. Mình chiêm nghiệm, mình quán chiếu lại. Một tuần lễ mình đi niệm Phật để mình thấy được bao nhiêu sự lợi ích, để mình hiểu được bao nhiêu cái nguyên lý của cuộc đời và cái triết lý của sự sống mà tinh thần đạo Phật đã giảng dạy cho con người của chúng ta. Những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, kinh điển còn lưu lại đó, được biểu trưng cho một nền triết học kiện toàn, hướng thượng và xây dựng con người trên cái con đường giác ngộ và giải thoát. Đó là một triết lý sống. Một triết lý sống đó, nó nuôi dưỡng tâm linh của mình, nó nuôi dưỡng tinh thần của mình, nó nuôi dưỡng cái lòng của mình. Mà cái lòng đó, đối với các bậc tổ đức, các ngài thường hay nói là cái lòng đó mà được phổ cập vào trong kinh thì được gọi là kinh lòng, được gọi là cái kinh ruột. Mà kinh lòng và kinh ruột đó là những bản kinh cốt lõi để giảng dạy, để hướng dẫn trên cái con đường tu tập của chính mình. Mà hồi nãy đạo hữu hỏi cái câu là phương tiện trí là gì đó, trong cuộc sống này phải, chúng ta phải dùng cái phương tiện trí. Mà khi nói đến phương tiện thì không phải là cứu cánh, nhưng không có phương tiện thì sẽ không có cứu cánh. Chúng ta dùng phương tiện là chiếc bè để chúng ta qua bên kia bờ sông. Không có chiếc bè đó, mình không thể qua được bên kia bờ sông. Không có cái cầu đó, chúng ta sẽ không qua được bên kia bờ sông. Không có cái năng lực bơi lội của mình thì mình không thể qua bên kia bờ sông. Mà nếu chiếc bè đó đưa mình qua giữa dòng sông rồi, một dòng nước xoáy nhận chìm cái chiếc bè đó và không qua được bên kia bè thì không gọi là phương tiện. Quý đệ tử hiểu không? Phương tiện là phải thể đạt đến cứu cánh, phương tiện là phải gặt lấy kết quả, phương tiện là phải đưa đến trọn vẹn cái sự việc đó 100%. Thì cái phương tiện đó mới gọi là phương tiện. Còn nếu mà phương tiện nửa chừng bị gãy rồi, cái đó gọi là phương tiện. Qua bên kia bờ sông nhờ chiếc thuyền, mà chiếc thuyền đi đến giữa dòng sông, chiếc thuyền chìm, thì không gọi là chiếc bè là phương tiện. Tại vì nó chưa đưa đến mục đích, nó chưa đạt đến cái, cũng như trên cái con đường tu tập, tất cả những lời giảng dạy giáo pháp trong Tam Tạng kinh điển của Đức Thế Tôn để lại, đó là phương tiện. Niệm Phật là phương tiện, ngồi thiền là phương tiện, bố thí trì giới tinh tấn căn nhục thiền định trí tuệ là phương tiện. Đức Phật nói trong tâm của con người có tánh thành Phật là phương tiện. Và nhờ cái phương tiện đó mà mình hiểu được
để rồi mình thể đạt và đi đến cái mục đích cuối cùng, cái tối hậu, cái rốt ráo, thì đó mới là phương tiện để đưa đến cái cứu cánh. Tự thân này có phải là phương tiện không? Cái thân tứ đại nè, cái thân ngũ uẩn nè, phương tiện hay là gì? Đúng, nó chỉ là phương tiện thôi. Tại sao chết rồi cho đi tiên? Nhưng mà cái phương tiện tự thân này rồi, nó còn có nhiều phương tiện khác nữa để nó nuôi cái thân này chứ. Đâu phải là nói cái thân này là phương tiện rồi, cần đến những cái yếu tố khác, những cái nguyên lý khác. Những yếu tố khác là gì? Không khí là phương tiện, ánh nắng mặt trời là phương tiện, cơm ăn là phương tiện. Mà buổi trưa nào thầy ăn xong rồi thầy ngồi trên này nhìn xuống thấy quý đửu ăn một tô phở, uống thêm ly nước, ăn thêm quả táo, lửa trái chuối thêm cho bánh bao, hai bánh cà chòi. Và ngồi đến này nhìn xuống, ồ, thì ra quý đạo tiết nhiên liệu nhiều quá ha. Tiết nhiên liệu đó để làm gì? Để phương tiện nuôi cái thân. Để phương tiện nuôi cái thân này. Mà phương tiện để nuôi lấy cái thân này là một cái bánh bao, hai bánh da giòn, nửa trái táo, thêm trái chuối, ba chén cơm, một tô canh. Đó là phương tiện. À, đó có đúng không? À, đúng thế không? Biết mà gì diệu thiện đó. Cho nên từ điều đó mà chúng ta thấy được rằng mới có nói ba điều bốn chuyện sắp sửa hết chuyện. Do thế Đức Phật nói đời là đau khổ, mặc dù chúng sinh cho đời là vui, rồi say đắm theo đời không giờ phút nào rời khỏi, cho đến một ngày nào đó phải nhắm mắt tắt thở, bấy giờ mới bỏ hốt khổ đau. Vậy thì tại sao trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không bao giờ đề bạt hai chữ khổ đau để chúng ta quán chiếu nó, coi nó như là một công án? Mà nhớ lại những thời gian vừa qua, chúng tôi giảng cái đề tài là con chó có phẩm tánh hay không. Đó là một công án của Ngài Triệu Châu. Bây giờ thầy đổi lại là con bò có phẩm tánh hay không. Con bò có phẩm tánh không? Tại sao biết con bò có phẩm tánh? Thường thường người ta nói đồ ngu như bò. Mà người ta nói đồ ngu như bò thì sao gọi là trong con bò nó có phẩm tánh được? Tại vì nó ngu quá mà. Trong ngôn ngữ Việt mà con bò có thể là cha mẹ, ông bà của mình, thì ông bà cha mẹ của mình, mọi người đều có phẩm tánh. Vậy thì con bò cũng có phẩm tánh. Hay chưa? Cho bạn có tay đi. Đúng là Phật tử có học Phật Pháp, có hiểu Phật Pháp một phần nào. Mà trong Kinh Pháp Hoa đã nói đó, tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, thị danh Phật tử. Cái chỉ con bò đó là cái ngôn ngữ của trần gian nói thôi, của thế gian mà nói thôi, của quán tính con người mà nói thôi. Chứ ai bảo rằng con bò nó ngu. Nhưng mà theo quán tính của con người, tập tục của con người cho rằng con bò nó ngu. Nhưng mà thực tế con bò nó có ngu không? Con bò nó đâu có ngu. Con bò nó khôn chứ nó đâu có khôn. Nó khôn ở chỗ là người chủ của nó lừa nó ra ngoài đồng, thả nó ăn cỏ. Ăn cỏ xong rồi nó khát nước, nó đi uống. Nó đi uống xong rồi người chủ lùa nó mắc vào trong cái ấp để cày ruộng, thì nó cày ruộng nó làm lợi ích cho người nông phu, cho những người vân vân. Sao gọi là con bò nó không được? Rồi sao nữa? Nó lớn lên, một ngày nào đó nó có sữa đầy bụng của nó, người chủ lấy
vắt sữa ra đem đi bán lấy tiền mua gạo về nuôi gia đình. Sao gọi là bỏ mốt? Sữa nó làm lợi ích cho con người, và ngày hôm nay thầy nhìn thấy những khuôn mặt quý đỡ ngồi ra đây hai cái mát bò là sữa bò không ạ? Vậy thì con bò nó làm lợi ích cho con người, mà ai mà làm lợi ích cho con người thì nó là mô như sao mô? Con bò nó chỉ có ăn cỏ thôi, nó có tới 6 túi. Không biết nó đại vậy, nó có đúng hay không biết. Nó ăn cỏ không thôi, nó uống nước lạnh không thôi, và nó làm lợi ích cho nhà nông, nó làm lợi ích cho con người, nó xây dựng một đời sống bình an và hạnh phúc cho người dân, thì tại sao gọi là con bò ngu? Nó cho sữa mình uống, mình được khỏe mạnh, thì sao gọi là con bò ngu? Như vậy, cái đó chỉ là cái quán tính, cái ngôn ngữ của con người nói. Nhưng mà thực sự rằng trong tất cả các con loài vật, con bò đâu là những con vật dễ thương nhất? Phải không? Dễ thương không? Dễ thương lắm. Mà hồi nhỏ thầy còn ở nhà đi cha với mẹ đi chăn bò, đi chăn trâu, trời bò lên trâu, hai con nó lại nó lộn với nhau, nó quăng mình xuống dưới đất. Thực tế nó là như vậy đó, thưa quý vị. Vậy thì suốt cả một cái dòng thời gian từ khi mà chúng ta chào đời bằng cái tiếng khóc tu oa cho đến ngày chúng ta nhắm mắt chết, tại sao chúng ta không đề khởi lên một cái câu án rằng cuộc đời là khổ hay con người là khổ, tự thân của mình là khổ hay cái gì khổ đó, giống như là một cái câu án con chó có Phật tánh hay không, mà một vị thiền sinh phải đề khởi cái câu án con chó có Phật tánh hay không, trải qua 20 năm 50 năm để phá được cái công án đó, để mà Satori, nhưng mà có phá được đâu. Mình cũng vậy, suốt cả một thời gian 100 năm, nhưng mà rồi mình chỉ nói cuộc đời là khổ mà mình không giải quyết được cái khổ đó. Chính vì không giải quyết được cái khổ đó cho nên trước khi đi tu, Thái tử Tất Đạt Đa đã hỏi vua cha rằng nếu vua cha không cho con đi tu thì vua cha có giải quyết được những câu hỏi của con hay không? Nếu giải quyết được những câu hỏi của con thì con ở nhà, còn nếu mà không giải quyết được thì con đi tu. Khi mà nghe hỏi, Tịnh Phạm Hương không cách gì có thể trả lời được, không cách gì có thể giải quyết được hết. Đó là vua cha có giải quyết được sự chết của con không? Giải quyết được sự khổ đau của con không? Giải quyết được sự già của con không? Giải quyết được sự bệnh của con không? Tịnh Phạm Vương chắp tay lại Nam Mô Di Đà Phật, của con đi tu đi. Thầm nữ quý đời cũng thấy rõ ràng nó là như vậy. Chứ đừng nói rằng cái chi khổ nó đơn giản, mình nói cho nó qua loa, mình nói cho nó nghe mà chơi. Thưa quý đạo hữu, không phải là như vậy. Cái giá trị và ý nghĩa của chịu khổ nó không đơn giản như vậy đâu. Mà thực tế của cuộc đời là như vậy. Trầm luôn trong bể đời, trong biển đời, sanh tử luân hồi khổ. Rồi đi nấu cơm đi con. Dọn cơm lên cho đại chúng tí nữa ra ăn để bớt khổ. Nếu biết đem toàn tâm lực an trú trong chánh pháp thì sẽ nhận rõ lời đó của Đức Phật. Tất cả vạn sự vạn vật đều là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã, thân thể là bất tịnh, mọi sự lãnh thọ đều là khổ, dù là thọ khổ hay thọ vui cũng đều ở trong vòng tương đối. Vì được thấy các bậc tổ đức của mình dạy chưa? Dĩ nhiên các bậc tổ đức của mình cũng dạy từ những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, chứ không ra ngoài lời giảng dạy của Đức Thế Tôn. Mình đọc được những lời giảng dạy của chư Phật rồi, tiến tới mình đọc những lời giảng dạy của chư vị tổ để khai triển những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn ra, và mình thấy thì mình thấm thía. Nếu trong một đêm có trang nào đó, ví dụ đêm bánh trung thu ra,
để ngồi sân hay bên vỉa hè gần bên cửa sổ, ánh nắng soi vào trong cửa sổ đó, chế một bình nước trà, uống, ăn bánh trung thu, đọc lại những lời này mà thấm thía vô cùng tận. Và trong giờ phút đó, quý đại hữu nghĩ rằng cuộc đời không khổ. Nhưng mà thực tế, một cái khổ vi tế nào đó nó đang rạn rào, nó đang tiềm ẩn trong tâm thức của mình, mới đứng dậy bước chân qua sơ ý, gấp chân té cái bình u cái đầu khổ. Thực tế nó là như vậy. Cho nên vừa qua đã thưa những quý đệ tử đó, khi mà chúng ta nghe pháp là chúng ta phải thiền tính, chúng ta phải niệm chi, chúng ta phải niệm chỉ đúng trên cái tinh thần giáo pháp, là văn tuệ, là tư tuệ, là tu tuệ, thì nghe pháp đó mới có lợi ích. Còn nếu chúng ta nghe pháp mà chúng ta không có niệm chỉ, niệm chỉ có nghĩa là chúng ta đình chỉ tất cả mọi phòng động bên ngoài mà chúng ta chỉ nhớ nghĩ đến pháp không, gọi là niệm chỉ. Chúng ta nghe pháp phải là thiền tính, nghe pháp một cách khéo léo, một cách lành mạnh, một cách tốt đẹp, văn tập những lời giáo pháp vào trong tâm tư của mình. Cho nên khi xưa thời của Đức Thế Tôn còn tại thế, các hàng đệ tử, các vị nam nữ cư sĩ Phật tử chỉ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lại, đi nhiễu quanh ba vòng rồi ngồi xuống Đức Thế Tôn thuyết pháp, sau bài pháp đó các vị đã điều bộ hết, đâu cần gì phải trải qua một tuần lễ niệm Phật như thế này, mà cũng không cần phải diễn giảng ngày hai thời như thế này đâu. Dạ, đúng phải không? Đức Thế Tôn chỉ cần giảng một cái tinh thần giáo pháp nào đó, người nam nữ cư sĩ Phật tử đó ngộ liền cái bài giáo pháp đó và đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lại. Đức Thế Tôn kể thì ngày hôm nay con là người đệ tử của Đức Thế Tôn, nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi pháp, nương tựa với chúng ta, và kể từ ngày hôm nay con lấy Đức Thế Tôn làm một thầy đạo sư của con suốt đời quy người, đúng không? Má đầu nữa nhìn đầu nữa này dễ thương quá. Chỉ cần một bài pháp không thôi là con người đó, nếu là thượng căn thượng trí thì con người đó đắc quả thánh, còn nếu có thượng căn thượng trí thì có người đó có một niềm tin vững chắc nơi ngôi tam bảo, kiên cố nơi ngôi tam bảo. Và những hàng đệ tử của Đức Thế Tôn đâu phải là những người nông nô, đâu phải là những người nô lệ, đâu phải là những người hạ cấp, mà triệu phú có, tỷ phú có, trưởng giả có, vua chúa có, vương tôn công tử có, mà cũng không thiếu là tướng cướp cũng có, giang hồ cũng có. Ví dụ thấy Đức Thế Tôn hóa độ con người chưa? Không từ nam bất cứ cái gì hết, nhưng mà may thay là không phải là may thay mà Đức Thế Tôn có đủ phước đức để mà hóa độ. Chứ còn nếu mà thầy ngày hôm nay, mà mấy sư cô ngày hôm nay là mà không đủ phước đức, không đủ năng lực, làm sao có thể truyền tải được cái lòng từ bi đó, cái phước duyên đó để mà hàng phục với những cái con người mà họ can cường, họ dữ tợn. Nhưng mà ngược lại Đức Thế Tôn thì ngài đủ phước đức, mà như hồi số mai đã dạng, chúng ta hãy nhìn bằng một cái cặp mắt từ ái, lòng từ bi, như cái nhìn của Đức Thế Tôn khi mà nhìn cái con voi say của A Xà Thế Hạ ra. Con voi say nó nhìn vào mắt của Đức Thế Tôn và ánh mắt của Đức Thế Tôn từ bi nó chinh phục cái sức mạnh và sự điên cuồng của con voi đó, nhờ cái lòng từ bi, nhờ cái ánh mắt từ bi. Ánh mắt từ bi của Đức Phật nó chinh phục cái con voi say
Trong cuộc sống này cũng vậy, nếu chúng ta nhìn bằng một cặp mắt từ bi đến với tất cả mọi người thì mọi người sẽ có cái cảm tình, sẽ có cái tâm tốt đối với mình. Còn nếu mà mình nhìn họ bằng một cặp mắt sân giận, thù địch thì người ta cũng sẽ trả lại bằng một cái ánh mắt sân giận, thù địch giống như vậy. Cho nên quý đời là nghe nè, hận thù không thể diệt được hận thù, mà hận thù chỉ diệt được bởi từ bi. Nhớ nghe. Cho nên đó là những điều mà chúng ta thấy được rằng học vào trong giáo pháp. Thưa quý đạo hữu, từ một lời nói, từ một cử chỉ, từ một cái nhìn, đâu đâu Đức Phật cũng giảng dạy cho con người trên cái con đường hướng thân lập mệnh tốt đẹp hơn. Mà nếu chúng ta nói những bậc thánh nhân ở trong thế gian này chưa có một vị nào mà có được một cái lòng từ bi và trí tuệ như Đức Thế Tôn. Mình nói không có nghĩa là mình theo đạo Phật để mà mình nói tốt cho đạo Phật, nhưng mình thực tế cũng làm như vậy đó. Chúng ta phải tự thấy rằng mình là người đệ tử của Đức Phật, và đến giờ lúc này mình học bao nhiêu lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, bao nhiêu giáo pháp rồi. Chúng ta tự chiêm nghiệm và nhìn vào một cách cụ thể trên từng mỗi cá nhân của con người. Trong cuộc đời này chưa có một người nào có cái khả năng để mà nói đến những lời giáo pháp, đến giảng dạy hướng dẫn tu tập cho con người, cho chúng sinh có một lòng từ bi nào thương tưởng như lòng từ bi của Đức Phật khi nhìn vào trong cái thế gian này. Nhìn vào trong thế gian này, Đức Phật có một cái nhìn bình đẳng, thương yêu, trang trải lòng từ, mà không phân biệt đây là cha của mình, đây là mẹ của mình, đây là bà con quyến thuộc của mình, không con. Cho nên quý vị đã nghe câu nói mà bao nhiêu lần là thơ trong kinh Hoa Nghiêm: lấy pháp giới chúng sinh làm nhà, lấy chúng sinh làm cha mẹ, lấy chúng sinh làm cha mẹ, chứ không phải là lấy loài người làm cha mẹ. Mà chúng sinh thì sao? Có con gà, có con vịt, có con ong, trời ơi, mới bước ra cắn mình một cái vậy đó mà mẹ của mình cắn mình là không có đâu. Con ong cắn chứ, mà con ong cắn xong đập nó một cái, thế là kiếp sau làm người, công chúa mới 17 tuổi chết. Trời ơi, công chúa đáng lẽ ra phải sống không? Ngai vàng địa ngọc, không có cái gì thiếu, tại sao mới 17 tuổi lại chết? Người con gái đó phải là bao nhiêu phước duyên trong quá khứ, tích lũy bao nhiêu duyên lành, nhưng mà bây giờ mới sống có 17 tuổi chết. Duyên do là vì một kiếp là con trùng cắn cái cổ của nhà vua, cho nên nhà vua đưa tay cầm cái nghe con trùng đó nó chết, thế là nhà vua chịu lấy cái quả báo là tập chết con trùng, và cái con trùng đó đầu thai làm con gái của nhà vua đến năm 17 tuổi chết đi. Con đường sanh tử luân hồi nó phức tạp vô cùng, con đường sanh tử luân hồi nó, nếu mình làm một cái trí của phàm phu thì không có hiểu nổi, không có thấy được. Mà trong cái sự sanh tử luân hồi, cái nghiệp báo, thưa quý đời cũng có miên man vô cùng tận, nó tồn trữ trong tự mỗi thân tâm của con người, từ đời này qua đời nọ, từ đời nọ qua đời kia. Mà trong cuộc sống này tất cả đều có sự tương duyên, tương quan với nhau một cách chặt chẽ. Đừng nghĩ là con cá sấu nó nằm ở trên, nó đưa cái đầu lên cái bờ trước cái bờ sông của chùa Bảo Quang, nó không có liên hệ gì đến mình. Có liên hệ gì đến mình không? Không liên hệ gì đến mình. Mình mới sơ ý bước xuống, nó tát mình một cái, nó kéo mình, nó đúng mình không? Tạo lấy cái duyên chưa?
chết thì nó sẽ trả báo một kiếp nào trong tương lai. Như vậy chứng tỏ rằng sự còn sống chung quanh mình đều có lý do, đều có duyên do với nhau hết. Mà thầy nhớ lại một thời còn là tăng sinh của Phật học viện, Hải Đức Nha Trang đang ngồi trong lớp học, ở trên bục giảng đó là nhà văn Võ Hồng. Biết nhà văn Võ Hồng hả? Nhà văn Võ Hồng đang ngồi bục giảng, nó dạy một chú học tăng đang ngồi học ở dưới này, cảm cái đầu láng quá đó, rồi nó lại nó bu 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 bu. Giáo sư Võ Hồng ở trên này nhìn xuống cười cười, nói chú, mẹ của chú đến thăm chú đó. Đó là lời nói của giáo sư Võ Hồng, tác giả của Hoa Khế Lưng Đồi. Mẹ của chú, trời, cách biệt chú lâu năm quá, bây giờ nhớ chú, thấy chú dễ thương, cạo cái đầu bóng láng, ngồi học chỉnh tề trang nghiêm, đến ghé thăm chú, chút lần sau chú đưa thăm. Chết rồi, rớt xuống với bạn. Lời nói đơn giản mà chứa đầy bao nhiêu cái giáo lý ở trong đó, tinh thần nhân quả luân hồi nghiệp báo ở trong đó. Cho nên kể từ ngày hôm nay mà dù là lại bu, cứ để cho nó bu đi chưa, không được nữa. Thâm thiên không? Lỡ cặp rồi thì nó chết ra. Ờ, nó cắn mình đau hả? Đúng rồi, nó cắn mình đau. Đó, với quán tính con mua mà ngày hôm sau ai nói đó, đập chết cái con trùng đó. Và con trùng đó kiếp sau đầu thai làm con mua, nhưng mà 17 tuổi là chết. Thì thưa quý được, nếu mà nói trong những cái tình trạng đó thì không biết nói đến bao giờ cho nó hết. Nào vô ý, nào là vô tình, nào là... Nhưng mà thưa quý điệu, dù cố ý, dù vô tình, nó vẫn có sự liên hệ với nhau. Nó vẫn có cái trách nhiệm với nhau, không phải làm có. Từ những cái tinh thần giáo lý đó, mà bây giờ mình nghĩ lại một thời trong quá khứ của mình, khi mình còn là một em bé một đồng đi chăn trâu, đi chăn bò, bắt dế để cho nó đá với nhau, cắt đầu con dế đó để câu cái đầu con dế kia để cho nó, để nó đá với nhau, rồi bắt chuột để mà nướng ăn, câu cá đem về nấu canh. Trời ơi, không biết bao nhiêu là cái việc làm vô thức, mà cái nhân đó nó rơi rụng trong cái vô thức của mình, để một ngày nào đó nó đủ nhân duyên nó trỗi dậy, thế là mình phải trả quả. Quý đừng được thấy, mình phải trả cái quả vô thức đó. Mà cái gì để duy trì từ cái nghiệp nhân đến cái nghiệp quả, mà từ đời này đến đời nọ, từ đời nọ đến đời kia, cái nghiệp đó được gọi là vô biểu nghiệp. Vô biểu nghiệp tức là cái năng lực nó có một cái loại nghiệp mà nó không biểu hiện ra bên ngoài để cho chúng ta thấy, mà nó có cái năng lực duy trì từ nghiệp nhân đến nghiệp quả không mất. Cũng giống như là cỏ cứu đó, ai ở miền quê Việt Nam thì biết cỏ cứu đó, dù cho chúng ta nó nhổ hết đi nữa mà nó còn chỉ cần rơi rớt lại cái rễ ở dưới đó không là nó cũng mọc lên. Còn nếu mà chúng ta lấy một tảng đá thì thôi, chúng ta đè lên cái tảng cỏ cứu đó, chúng ta không thấy nó mọc lên, nhưng mà thực sự nó tồn tại ở dưới tảng đá. Cái nghiệp, cái năng lực của nghiệp nó kinh hoàng đến như vậy đó. Cho nên nói một cách vắn tắt và dễ hiểu lại, mà như đã nói đó, nghiệp là tài sản riêng của một người. Khi mà chúng ta tạo dựng cái tài sản đó, thì chúng ta phải thọ nhận cái tài sản đó, tiêu cho hết cái tài sản đó đi, thì tới chừng đó mới hơn. Nghiệp là một tờ giấy hợp đồng mà chúng ta đã đặt bút xuống để sign cái contract đó, thì chúng ta mới hoàn thành cái hợp đồng đó.
mới xong. Quý đừng có thấy ghê chưa? Thôi thì khi mà chúng ta hiểu được như thế đó, cầu mong đừng bao giờ tạo nghiệp ác mà hãy tạo lấy cái nghiệp lành. Bởi vì nghiệp thiện là cái tư lương và cái hành trang để xây dựng đời sống của mình được thăng hoa, được tốt đẹp. Mà đừng bao giờ tạo những nghiệp ác. Tạo đến nghiệp ác mà đắc mặt A lớn rồi cũng còn phải trả. Chứ không phải là nói với hàng phàm phu trong vai trò của một con người bình thường đâu. Đắc quả A lớn rồi mà vẫn còn bị trả nghiệp. Như ngài Tôn Giả Bạch Kiền Liên, như ngài Kiều Phạm Ba Đề, nhiều nữa. Như một vị thiền sư chỉ nói sai một chữ không đọa làm thân, đọa làm thân chồ. Nói sai một chữ thôi mà làm gì dữ vậy ông? Vậy đó mà cũng phải đọa. Hay là đó là một cái đền bác học thiền để giáo dục cho con người, anh phải tin nhân quả, anh không tin nhân quả không được. Cũng có thể đó là một cái tinh thần giáo dục con người để hiểu được rằng nhân quả không bao giờ không. Cho nên mới đưa ra một câu chuyện là một vị thiền sư mà nói ra nó sai một chữ nhân quả, bắt mũi nhân quả hay bắt lạc nhân quả, người ta nói sai một chữ thôi mà đọa làm thân chồ đâu đến nỗi dữ vậy. Nhiều khi đó là một tinh thần giáo dục để cho những con người về sau này thấy cái câu chuyện đó mà sợ không dám tạo ra những cái điều mà nó sai với tinh thần nhân quả để rồi phải thọ lấy những cái điều không tốt cho đời mình. Và thưa quý đạo, những lời giảng dạy trong kinh có thể là về sau này các vị tổ đức, các vị luận sư dịch giảng và dịch lại và thêm cái ý họ vào vân vân, một phần nào đứng trên tinh thần giáo dục con người để rồi các ngài dịch, các ngài nói, các ngài biên soạn như thế đó. Chứ Đức Thế Tôn không có nói, Đức Phật không có nói, có những điều Đức Phật đâu có nói đâu. Nhưng mà về sau này các vị luật sư họ phiên dịch, họ thêm, họ thấy được những điều lợi ích cho con người trong đời sống hàng ngày hàng hiện tại, cho nên họ thêm cái ý đó vô để mà giáo dục con người. Như ở trong luật sa di, một chút sa di chỉ có ăn cắp hai cái bánh tráng kèm ở dưới đất không, mà trở thành sau này trở thành hai cái bánh xe lửa mà nó đốt cháy cái thân thể của cái vị sa di đó. Trời ơi, tinh thần đạo Phật là từ bi mà đâu đến mà gian ác dữ vậy. Chỉ có lấy hai cái bánh thôi, chỉ ăn một cái liếm một cái miếng đường ở trên con dao không mà đứt lưỡi thế nọ thế kia, vân vân và vân vân. Thì đó là một cái tinh thần giáo dục của nhà thiền để hướng dẫn cho cái chúng sanh đi đó, con người mới đi tu đó, đừng có sân khởi những cái lòng tham, đừng có ăn trước những điều gì của chúng ta, phải vậy không thưa cụ? Đúng phải không? Dạ. À, con nói thì tâm những cái nghiệp là do tâm của mình tạo cho mình cái, mình tạo những cái nghiệp là mình tạo đó là nghiệp của mình. Nhưng mà không thấy nếu mà nói về Phật pháp niệm màu thì cũng có niệm màu. Vợ chồng thì con nghĩ là như một, vợ chồng như một, con nghĩ là thì bây giờ con đi tu mà vợ con nó đi tu. Nhưng mà con đi đâu vậy cũng lỡ cho vợ mình thì hỗ trợ một phần để cho vợ. Thì con thấy trong đạo tràng này, nếu mà người nữ đi đâu không là hỗ trợ cho chồng rất là nhiều. Sao mới được không vỗ tay? Đạo hữu đứng lên cái tinh thần hỗ trợ để mà nói. Nhưng mà trong kinh văn nói là trong nền văn hóa của dân tộc Việt Nam nói rằng ông tu ông chứng, bà tu bà chứng. Thì ra mà trong giáo pháp Đức Thế Tôn cũng giảng dạy rằng nghiệp của ai nấy chịu, không thể thay thế cho người khác để hóa chuyển cái nghiệp đó. Khi mà con người đó đã tạo ra những cái điều bất thiện đưa đến một cái kết quả không hay thì tự thân con người đó phải chịu, không ai chịu thế được. Nếu mà chịu thế được cho nhau
thì chư vị Bồ Tát đã thay thế nghiệp của chúng sinh và con người để thay thế những nỗi khổ đó và chịu nỗi khổ của con người và chúng sinh đó, để cho con người và chúng sinh đó được sống an lạc, được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc và vâng vâng. Nhưng mà có được đâu? Đâu có được đâu. Bởi vì nghiệp của mình đã tạo tác thì nghiệp của mình phải chịu trách nhiệm nó. Giống như là rỉ sét ăn thân cây sắt. Cây sắt mà gãy là do cái rỉ của sắt nó ăn, và lâu ngày cây sắt nó gãy, nó mục. Tự thân của con người cũng vậy, mình tạo quá nhiều điều ác, và từ nhiều điều ác đó tác thành qua một đời sống của con người, đó là khổ đau, là nghèo cùng, là khốn khổ, là chia ly, là vân vân. Nhưng mà có ai giải quyết được, có ai cứu cho được cái sự khổ đau của mình không? Nếu mà nói được thì cái câu chuyện của mẹ của Tôn giả tại Một Kiền Liên là loài ngã quỷ, nhưng mà tự thân của Tôn giả tại Một Kiền Liên cũng không cứu được. Qua cái pháp môn tu, qua pháp môn mà Đức Thế Tôn đã hướng dẫn cho Tôn giả tại Một Kiền Liên là phải nhờ quy lực của mười phương tăng, chứ không có phải là chồng đi tu để rồi hóa giải những cái nghiệp của người vợ ở nhà rồi thấy chồng đi tu rồi thôi đóng cửa lại, mình ăn ngày ba bữa, bây giờ ăn thành ngày sáu bữa, mình ngủ một ngày hai lần, bây giờ mình ngủ thành một ngày bốn lần, tại vì chồng của mình đi tu nó giải nghiệp hết cho mình rồi mà, mình tội gì với tu nữa, mình đâu phải không biết được, thành ra từ chỗ đó mà. Dẫu biết rằng có câu nói của bậc tổ đức là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ ương, nhưng mà cái thưa quý đệ tử, nhiều khi nói cái câu nói đó cũng là đứng trên phương diện giáo dục mà thôi, để nói chi trong dòng họ của mình mà chưa có ai người nào đi tu, thôi bây giờ cho đứa nó đi tu để cho dòng họ của mình được hưởng cái phước đức đó, nhưng mà xin hoàng thấy ai cho thằng con trai nào hơn. Thì một người nào làm phước, người đó có được cái phước duyên, có được cái phước báo tốt, chứ không phải là một người làm phước cả họ đang nhờ, đó chỉ là một cái lời nói để mà giáo dục con người rằng anh đừng có làm những điều gì sai trái nghe, anh phải làm phước để cho cả họ được nhờ, đó là đứng trên phương diện giáo dục. Độc thọ khai hoa vạn thọ hương, một đốm hoa ở trong rừng nội đó nó có hương thơm, nó tỏa ra, nhưng mà thưa quý đệ, bên cạnh nó là một bó hoa không có hương thơm, đó hoa đó giống như là hoa gì thưa quý đệ, người ta thường hay nói vậy, hoa thối địt ha, phải không? Thì làm sao có thể thơm được nếu mình bứt cái đó hoa đó lên, mình để lên mũi thì nó vẫn bị thối địt như thường. Thực tế nó là như vậy, phải không? Nếu tự thân của mình là hương thì mình tỏa ra hương, nếu tự thân của mình là buồn thì mình tốt ra là mùa buồn, mặc dù cái ao đó là cái ao sen thì có hương sen, nó được thơm tho tinh khiết, nhưng mà xuống anh bóc một cái bóc buồn lên anh hửi thì cũng có mùa buồn như không, chứ không phải là vì hoa sen ở trong ao sen để rồi buồn đó nó thơm như là hương sen, có không? Dạ, thành thử ra người chồng đi tu, người vợ không đi tu thì đó cũng là cái phước duyên mà để bằng lòng để chồng đi tu. Người vợ đi tu, người chồng không cho ở nhà để làm những việc thì cái đó cũng là chia sẻ cái công việc, đó cũng là một ý niệm tốt, là một cái phước duyên với nhau. Còn có những trường hợp mà vợ đi tu mà chồng bằng lòng, chồng đi tu mà vợ không bằng lòng, cái đó cũng là cái nghịch duyên với nhau, cái nghịch duyên với nhau. Cho nên chúng ta là những người nam nữ cư sĩ Phật tử cầu mong rằng tất cả quý nữ phải ý thức rằng trên cái con đường tu tập, vợ đi tu, chồng cũng đi tu, chồng đi tu, vợ cũng đi tu, nghe. Tại vì mình đã là vợ chồng, mình nghĩ tạo khác với nhau rồi, ăn một cái
cùng một mâm cơm ngủ chung trong một nhà, thì tại sao mình không? Ông bà cha mẹ của chúng ta nói thuộc vợ thuộc đồng, tác biển đồng cũng cả, ghê chưa? Thuận vợ thuận chồng thì tác biển đông cũng cả, mà nếu không thuận vợ thuận chồng thì vỏ bầu nó với món gì đâu mà bắt đầu khác không, vỏ bầu với lệ với lệ thưa quý đệ, đó là những điều mà muốn trình bày với quý đệ hôm nay, là cái buổi thuyết giảng cuối cùng. Ngày mai gì nữa? Ngày mai thì học biên học nào? 6 giờ chiều hả? Chiều ngày mai còn một thời nữa. Buổi tối, dạ tối. Dạ, dạ rồi, đâu hiểu không? Con thì mới ghi, con cứ dặn nó là khi con có chuyện con nằm ở trên giường bên mà bác sĩ bảo đứt dây thì con mới nói là nếu con đứt dây con rơi vào tình trạng sát thân, tức là giết mẹ, thì có tốt không? Cái gì? Đúng, lặp lại cho thầy, nói lớn lớn. Thầy năm nay 99 tuổi rồi. Rồi nói đi, nói ba microphone đó. Tội nghiệp chưa, xúc động. Rồi rồi. Con chỉ dặn đó là con chỉ là nếu mà chỉ mất đi á, thì rút dây đi, là con do con thân tiếp xúc đi hết á. Thì nếu mà đứa con nó rút dây thì nó giết mẹ, có phải vậy không? Ủa dạ thưa không. Tại vì chị đã bằng lòng mà dặn lại cho con mình là khi mà mẹ bệnh nằm trên giường mà thấy rằng bác sĩ không thể cứu được nữa thì con cứ rút dây. Như vậy đó là cái tâm của mình dặn lại cho con của mình, và con của mình y theo lời của mình và làm việc đó thì hoàn toàn không có gì sai trái. Không có gì sai trái mà nó làm theo cái ý nguyện của mình là đúng, không có sai. Mà thực sự ở đây sẵn con nói đó thì thưa với quý đường hữu ha, thực sự khi mà chúng ta bệnh mà không thể cứu được nữa thì cứ để hãy để thở tự nhiên, đừng có thở dây, đừng có thở máy làm gì, mà thở dây thở máy mà cứ nằm đó hồi là quả thật rằng mình làm khổ cái thân của mình, bởi vì mình không có khả năng sống lại được nữa. Và cái thở đó chỉ là cái máy thở chứ đâu phải là mình thở đâu. Thành thử ra mình nên sáng suốt ngay trong thời gian mình còn khỏe, để khi mà đến cái tình trạng đó thì mình không phải lo, không phải buồn phiền, không phải gì hết. Mà những người còn khỏe mạnh trong gia đình của mình, hãy để cho mình thở tự nhiên rồi mình ra đi, cái đó là cái hay nhất. Chứ đừng có để thở hấp hối cái tim của mình đập bằng cái máy thì quá trình không tốt đẹp gì hết. Dạ, hỏi nữa. Như ý của chị thì chị vừa mới nói á, thì chị phải làm giấy tờ chứ tự nhiên con chỉ mà rút dây. Làm giấy tờ chắc chắn là có giấy tờ. Chứ còn nếu không có giấy tờ mà biểu rút thì ai rút? Bác sĩ nó đâu có cho rút. Dạ. Phải có giấy tờ và có di chúc. Dạ, ngày hôm nay ai có di chúc thì viết di chúc đi. Dạ. Anh chị là bạn cảm ơn quý đệ hữu đã quá giờ, đã quá 10 phút rồi. Thành thật ra, dạ kính chúc quý đệ hữu chiều nay con thật ngon, tối hôm nay ngủ thật êm ấm. Anh chị là bạn, dạ cảm ơn. Dạ rồi, mời quý đệ hữu.